quý vị. Cái đó là cũng vẫn là một cái nghề mà cho mượn tiền mà mình đâu có ép người ta lấy đâu quý vị. Cái này người ta tự người ta họ em cũng mượn chị 10 triệu. Mới đẹp mặt chưa em anh đẹp chưa trả tội mà chưa trả bằng chứng lấy điện thoại cho chị lấy điện thoại cho chị. Cái gì ăn khe nè bữa hồi nãy nằm xuống nhanh quá không có tính nữa coi. Rồi cái đó có gì và bây giờ chung lời đặc biệt tiếp theo anh với chị ta hướng mắt sẽ có tụi bị giờ xấu nhau đi. Chân 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 cái nhạc nhạc bỏ anh vô bỏ anh vô mấy chị đã xô chị đã mấy chị đã lê cầu còn hai dế chót ít rủi mà nhiều mai hai dế mà cuối tay mấy chị đã xô chị đã mấy chị đã lê hai con ơi chị đã mấy chị đã mấy chị đã lê anh ơi anh Úc tỉnh lại đi anh. Con đánh em luôn rồi, con ơi, con đánh em. Cứ đưa con mặt của Diễm Huệ vô là nó không bao giờ nó nhìn một lần mà không bao giờ nó dám khó ngủ nữa. Hoặc là quý vị có thể rửa cái chân dung của Diễm Huệ treo đầu giường rất linh nghiệm quý vị nha. Dạ. Còn nếu mà quý vị muốn linh hơn đưa nó bàn thờ luôn cũng được. Dạ. Sổ hữu. Rồi nghe nha. Chồng lời tiếp theo với chị ta hướng mắt sẽ bắt đầu dò xấu vô. À đậu nó đu méo cái con. Mày gì đã xấu chị đã mày gì. Nữa hả? Không không. Vậy là thằng nhỏ này nó bị duyên đạo hành. Nó đánh mày đó là cứ chơi nó hoài. Mấy chị đã xuống chị đã mấy chị đã. Mấy chị đã mấy chị đã mấy chị đã. Ai chưa có dám chồng lại đây cái chơi tay lên dùm cho em. Phía bên đây đã còn hai dế cuối tay. Chị, anh ở nhà. Nãy giờ em không có hát gì hết trơn á. Mà anh tiếp cho em. Không, hình như là anh mua dế. Phải không? Đâu có tiếp đâu, em đâu có bán đâu biết sao không? Tại vì em làm nghề khác ở dưới nữa. Em kiếm tiền hát lô tô có đủ sống đâu cái gì mới tiền và tết nhập không không cần buồn đến như thế đâu anh. Em đã lao vào con đường đó là không có buồn nữa. Không, tao biết tại vì cái này rành lắm mày thiếu tiền của ông Thắng ăn triệu mà từ tết giờ không có trả. Có không? Ông lấy tiền tao không cho mượn mà. Ủa thiếu tiền gì? Tiền gì hả? Trời ơi mày mượn tiền của tao là tiền xương tiền máu chứ không phải đâu như mày nằm ngửa như mày mà có đâu. Tại sao mày không trả? Xin lỗi chị à, xin lỗi chị à, xin lỗi chị à. Méo cái túi ngực mới có được tiền cho mày mượn, tại sao mà mày không trời trả? Trời ơi, chị biết em nằm ngủ, em nằm sấp không ạ? Tao thấy mày thâm đầu gối là tao hiểu rồi. Nhưng mà làm ơn trả tiền cho ổng nha. Ừ. Em nói với chị á, 1 triệu của chị không phải là vấn đề nha. Thật sự là tới 3 triệu mà góp lần 20 ngàn góp từ Tết giờ còn có 1 triệu đó trả cho ổng đi. Đó, bởi vậy nè em hỏi chị nè, Hoàng Thắng đặt một dấu chấm hỏi. Hoàng Thắng là con trai nuôi của chị. Vậy thì tại sao lại đưa 1 triệu đồng cho em? Cái khuất mắt nó nằm ở đâu? Bởi vậy, ông bà ta có câu quá hay mà. Cái bằng chứng là nó đánh bài với mày. Được không? Chị được có như vậy, du khống. Thì mày không có miếng nào đâu mà không có du khống. Trời ơi, em nói với chị, ông bà có câu hay quá mà. Bắt thang lên hỏi ông trời, lấy tiền chặt gán với cái đại được. Rất tiếc mày không phải con gái. Em là con gái đó. Không, xác nhận luôn. Em là con cuốn có gái. Không có con gái nào mà. Không có con gái nào mà cái dòng mộ nó chứ gúng như mày hết trơn vậy. Kệ em. 1 triệu. 1 triệu đúng không? Đúng. Cho em nhiều quýnh nó đòi cho. Ừ. Bây giờ đánh nó tự nhiên đi. Chị chỉ cần lấy 300 ngàn thôi. Chị em trong đòn không ấy. Dân thiếu 1 triệu đúng không? Dạ. Cho số tài khoản liền, chị chuyển liền cho em 1 triệu. Ôi ôi. Anh chị chuyển khoản liền. Chuyển khoản liền giùm cho em đi. 1.2 triệu một tháng nha em nha. 2 triệu hả? 2 triệu ông Thắng nói tới 2 triệu lần. Đâu đó. Vậy là một tháng 400 ngàn tiền lời sao chị chuyển liền?
Phật tử đó quý vị. Bây giờ mày có hai sự quý vị có biết không? Dạ, chùa Văn Pháp đó quý vị là Phật tử trung thành. Mùng 1, 14, 23 không bao giờ thiếu mặt gì quyền. Ai chỉ là Phật, ai chỉ là Phật nha. Bây giờ từ đầu ngõ đi vô tới trong là hình hình làm cái quyền, 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 đều hết quý vị. Nhưng thật sự ra những ngày còn lại là đi lấy tiền cho giai quý vị nha. Quý vị lấy tiền cho giai mới có tiền cúng dường cho chùa đúng không quý vị? Cái đó là tụi mình làm một cái nghề mà cho mượn tiền mà mình đâu có ép người ta lấy đâu quý vị. Cái này người ta tự người ta họ em cũng mượn chị 10 triệu. Ôi đẹp mặt chưa à. Em là trẻ sẽ đưa. Chả còn mà chưa trả bằng chứng. Lấy điện thoại cho chị. Lấy điện thoại cho chị. Sao Liễu tôi kêu mày chuyển cho bả này không chuyển rồi. Liễu ơi mày không gì nữa. Thôi chị ơi thôi. Tự nhiên cái mình thiếu mất công. Mình kêu người ta chuyển là sao. Mình phải là người trả chứ. Thôi nhân dịp này tốn nghe 2 triệu. Rồi 8 triệu nha chị lấy nói giùm em. Rồi xong. Rồi chờ giờ số đi ạ. Từ ta thấy giải quyết chị không có êm đẹp á Từ. Chị là mày chọn cái chế độ tao quýnh mày. Mày trả 700 đúng không. Má cho 200 mày quýnh bả tơi bời cho tao. Ôi tao có 200 à. Ê chị ơi em lấy tiền tươi là em quất à. Ê tối nay mày khỏi lấy lương. Lương mày tới tầng triệu lần. Tao cho mày hai trái banh làm hai cái nướng. Ôi cái gì vậy mày nói cái gì vậy. Ôi có lời quá không vậy, có lời quá không. Ôi trời ơi tao cho 700, cho mày 700. Mày cho tao 700. 700 tiền. Tiền 700. Bây giờ tao khôn rồi đưa tiền tao mới quên. Nói chuyện hơi ngu mất 200 tiền tiếp còn bị đánh đấy nè. Nghe mấy đứa khôn dữ dời. Lương mày nhiêu? Lương em nhiêu chị? Lương mày nhiêu lên công an phường hỏi đi má. Tao đâu biết. Mấy lương tao nhiêu không? Bốn. Là không có lương đó. Diễn cúng giường hả? Vì tao chưa nghe đó. Cái này nó nhỏ má. Mấy nhỏ thôi. Trời ơi, lương của mấy Tư là ngủ với chị Lộ một đêm. Ghê vậy. Trời ơi. Rồi không lẽ đòn mày tao ngủ. Tao hỏi mày, bây giờ tao hỏi mày. Nếu như lương tao một đêm mà tao ngủ mỗi đêm nào tao cũng ngủ bao nhiêu lần. Tuần nào tao cũng ngủ 4 lần hả? Mày thấy nguyên lý không? Một tháng tao ngủ 12 lần. Ê, 200 đưa đây. Gì á? Đưa 200 đi. Cái gì? Coi như chị lấy trước 200. Không hề luôn. Còn lại 800. Từ từ trả chị tao nha. 1.8 triệu. Trời ơi. Ồ. Chứ nhiều má. 4, 16. Chứ nhiều má sao nó 12 má. Thầy á, cái mặt mày mới ngu á. Ủa. Xin lỗi. Xin lỗi. Trời ơi. Tôi biết cái này thì xử lý. Tôi kiểm tra đây mà tôi sao cướp. Con này nó dữ lên ta. Em kêu nhẹ heo à. Mày sao sẵn rồi hả? 200 tao đâu? Móc ra. Móc ra Huệ. Huệ. Đâu? 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 Trời ơi, nhìn nó đi mọi người. Nhìn nó đi. Ha. Lột đầu nó ra. Ê mày lột cái này nó hố nội tạng ở trong. Mày là ai? Mày là ai? Mày cởi đâu mày ra? Mày là ai? Cởi đâu ra? Học sinh ngoan. Học sinh ngoan vô đi để tao cơ sấu vô đi. Rồi vô được rồi. Mày liệu cái thần hồn mày đó. 200 ngàn tao làm cực lắm á. Số gì đây? Mấy gì đây? Rồi cuối cùng mày cũng đâu có 200 ngàn đâu. Đâu rồi? Ai mấy gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Chúng anh tài quá thân là cay. Từ hình chúng giác đi là cay. Đại là cay là chúng anh đại 22 vô. 20 là kêu đi má ô. 22 220. Số gì đây không trả là tao lời hay dùng. 220. Số gì đây còn số gì đây mày gì đây còn số gì đây. Số gì đây hai con gà đá nhau. Một con
sao còn 10 sao? Còn 16, còn 16, còn 16 mấy chị đã ba gì đi? Ba gì đã ba gì đi? Chứ ba gì đã ba gì đi? Con suối là đà, con suối là đà. Ba 13, ba 13, ba 13. Ba 13, ba 13, ba. Ấy! 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 Ba bì ba 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 con số gì ra số gì ra số gì ra số gì ra con số gì ra con số gì ra số gì ra anh cần anh nhìn kìa ngoài kia là đồng phải không anh ngoài kia là đồng đó nghe anh cứ đi đi anh cứ đi đi xe đủ anh liền ba mươi mười con ba mươi 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 mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây giao ơi chị sao nỡ đánh tâm tình yêu bắt đầu giao đã quên bước ra tiếp đây chào ngọc huy con yêu nước tôi yêu nước đồng nghèo khổ đau con số sao